Khóc hay sao ấy? Vâng. Hả? Vâng. Nhưng mà tại sao em lại khóc? Tại vì ông không ở cùng ạ. Ông không ở cùng à? Vâng. Thế là em khóc à? Vâng. Ông có nói thêm cái gì nữa không trước khi mà ông không ở cùng? Ông chỉ nói là ông không muốn ở cùng thôi ạ. Chỉ nói là không muốn ở cùng là hai anh em à? Vâng. Đấy là bây giờ là ông nhận nuôi là hai con là chú rồi phải không? Phải Rất là tội của bác ạ. Không biết là ở trong đó thì còn là thêm có cái sự can thiệp của người có cái sự mà câu chuyện giữa người chú có tác động vào với ông không? Đấy, nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì cảm giác như là ông rất là xa lánh hai em. Thế ông gì trước có hay thường ra nhà chú để ăn cơm không? không đó, À, không đó, không á, vâng. cảm giác như là em Hải là khóc luôn rồi cô bác ạ. Không thôi, đừng 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 có khóc nữa. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Thời gian vừa rồi thì các bác có theo dõi được những cái thước phim trước thì cũng đã biết rằng là ba ông cháu hiện tại đang có một cái sự việc là nó xảy ra của bác ạ. Ở đây thì hiện tại là cháu Đức chưa thể mà đi vào kết luận được rằng là em Sử với lại ông hay là với em Hải có cái chuyện gì mà xảy ra không, thì khiến rằng là ông bây giờ là đi ở với lại người chú của bác ạ, là không còn ở với lại hai anh em nữa. Và lâu lâu thì ông lên trên nhà mới là ăn cơm với lại em Sử với em Hải là một bữa thôi. Cái sự việc này thì là xảy ra cách đây là được 3 hôm rồi các bác. Đến hôm nay là hôm thứ tư rồi. Cháu Đức lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu để tìm hiểu thêm là những cái câu chuyện xem là có cái sự việc gì nó xảy ra không. Hiện tại thì là ông đang ở với lại là hai thanh niên của nhà chú của bác ạ. Thưa bác, có lẽ rằng là chú của em Sử thì biết rằng là hiện tại em Sử với em Hải là có một cái ngôi nhà. Cháu Lực cũng đã nói rồi, cái ngôi nhà này thì không phải là dành cho một mình em Hải hay là em Sử hay là ông cả, mà ngôi nhà này thì được dành cho là cả ba ông cháu của bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì là ở dưới nhà cũ thì là vẫn chưa có gỡ đi. Nhà chú của em Sử thì có rất là đông người, cho nên là cháu Lực cũng chưa biết là cái sự việc mà nó như thế nào thì khiến là hai anh em nhà chú là xuống ở với người ông. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng với cháu Lực đi tìm hiểu xem là đang có câu chuyện gì nó xảy ra đến với lại hai ông cháu của bác. Ở đây thì cháu Lực cũng không có biết rằng là hiện tại có cái sự tác động của người chú vào không. Đấy, hay là ông thì mong muốn rằng là nuôi thêm lại hai người con của nhà chú nữa. Đấy, trước kia thì là em Sử cũng có kể với cháu Lực rằng là đáng lẽ ra là chú là ở cùng ông đấy, nhưng mà sau khi là bố của em Sử mất ấy thì hai anh em lại thì hai anh em Hải Sử lại ra ở với ông ở trong cái ngôi nhà này có bác ạ. Ngôi nhà thì trước nếu mà theo như Sử có kể với cháu Lực rằng là thuộc là nhà của người chú của bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là khi mà hai anh em Hải Sử không còn ai để mà nuôi nướng nữa thì được ông nhận lại và ông nuôi lớn khôn đến bây giờ. Vừa rồi thì cháu Lực có di chuyển từ trên nhà mới xuống thì không không có nhìn thấy là em Sử đâu cả, em Hải đâu cả. Ôi, cháu Lực đang nhìn thấy là ông đang ở dưới này. Đâu cả đây là gì? Chưa ở hướng má. À, thế là ông là mới đi chợ về cô bác ạ. Ôi, cậu
Hải với tơ vai ấy chứ? Hải với tơ vai. Dạy văn này biểu khứ bài thức càng là? Ôi, bài chỉ mi lâu tầm mãi. À, ông thế dạy là văn này bị chín lâu á? Ừ. À, ông là hôm nay là đi vào chợ là uống rượu cô bác. Chín lâu ta cơ gì à? Chín lâu ta cơ đấy. Ta... ta lá tạp tới giống. Ta lá... à... lá tạp tới giống tới bài. À, ta lâu rủ đến tay á? Ừ, lá tạp tới giống. À, đây, dạy bộ ta hả ta xử ta xử rủ đến nữa á? Ờ, lấy bụi ta, lấy bụi ta cố mà này. Đi bụi ta dễ dù á? Ờ, có chẳng chỉ khó, lấy bụi ta có chẳng chỉ khó, lấy thống lý, lấy chỉ nữ mà. Ồ, lấy tức quả lấy trăm chín lúc này, lấy việc thống lý là chín á? Ờ, lấy thống lý chín. Ờ, cái cáo lấy lúc ý lần ảo mà ta dễ dù á? Ờ. Mà ta dễ dù đấy, gọi là mà à, thầy dễ phong mù ấu ấm nó nọ. Ừ. Vừa mới nói chuyện với ông à, à, một chút của bác ạ, à. Bây giờ thì được à, à, coi như là ông với lại à, em à, Sử với em Hải thì à, là mỗi người là ở riêng một nhà rồi. Ông thì là ở dưới này cùng với lại à, con của người à, chú Tống Mắng Ta Dê Dú ấy, nó sân đó nó cả nó. Ờ, mấy cái lối... ờ. Cái lối sân, mấy cái lối giống. Ờ, cái nà, thì nà dè lê, ổ tí sớ đi là dè ngờ. Ờ. Cái na dây có bắn não chứ ngờ? À, bắn não mà nhỉ. Ờ. À, lấy ổ, lấy hốc kẻ, chứ còn lấy chế, lấy na lô, lấy chế, lấy na lô, lấy chế, lấy dây. À, chứ còn lấy tí, để cái tao đi chẳng cho thằng tao ra. Ờ, à, chứ còn lấy chế hốc, thẳng lời, lấy hốc, thẳng lời. À, thế là ruộng đất của ông với lại các em thì cũng đã chia hết rồi cô bác ạ. À, trước kia là ruộng của nhà bố của các em đến đâu là bây giờ là các em là được phần chia tới đấy cô bác ạ. Thế tức quản sẽ bôi xử bồ mi sẽ tức quản bôi xử mi đấy ca ảo có ta dê dù chứ đâu. À thế trước kia thì nếu mà bố có xử không có bị mất đấy cô bác thì là bố có xử thì được ra ở riêng đấy, nhưng mà khi mà bố có xử mất ấy thì là ông với bà là người mà nuôi các em là lớn lên. Anh các em thì vẫn rất là thương ông của bác ạ. Lúc đấy tôi tú viên đấy của bắn nó mới thì tú á. Ờ, cái chỗ này chỗ quả lấy cái lấy mè lấy ồ mè chỗ tháp chứ cái có lấy chỗ ế của ồ ế lấy ở chỗ chứ. Ồ. Thế kể từ mới tới quản bôi xử mình cẳng lấy cào giờ tao hỡi viên này ra. Ờ. Ồ. Chứ quả lấy hai tìm mù, chắc sẽ có gì tìm lại. Ờ, thế là trước kia là, thưa cô bác ạ, tài sản của bố có xử tới đâu thì là ông chia cho tới đấy, cô bác. Cái thông bắn tới dây dù cáo mới đó này, tới vai mới. Anh sẽ để lấy bánh lỡ. Ờ, thì vai bởi chủ ấy ra mới tới vai luôn. Ờ, ờ. Chắc có hai thịt xử lấy, thông như lấy bánh chinh lại, là hồng đình, thông vai lấy bụi. Lê bụt lê ha lê bụi yi à. À. Có lê thông như lê bài khai chiên là lại. Ồ, lê dê bài khai chiên à? Ừ, bài khai chiên là lại. Lê chỉ hơi khai viên kìa à? Ồ, ha lê bụi khai cũng bài khai chiên đến lê khai là lại à. Lê dê chứ, dê chứ là khai lê hơi khai viên. Lê bụi, có là thông điện, thông phai chứ bài chiên nê. Ha lê bụi tài lê có những thông điện, thông điện lê bài chiên là lại à. Thưa cô bác, vừa rồi thì cháu được có nói chuyện với lại ông một chút của bác ạ. Ông thì vừa mới đi chợ về. Đấy, hôm nay thì là hầu như là chủ nhật tuần nào thì cháu được cũng nhìn thấy là ông là đi vào chợ là cũng có uống là một chút rượu. Hôm nay thì là còn uống ít đấy cô bác, mọi hôm thì ông là uống nhiều hơn. Và cái câu chuyện mà giữa là ông với lại Sử của bác thì ông là muốn nấu cơm bằng bếp củi. Còn em Sử thì hay là nấu cơm bằng cái bếp điện ấy, cho nên là ông không có thích là ông muốn tự ra để ông nấu cơm riêng. Nhưng mà lại sau đó thì ông không mong muốn là ở với lại hai em nữa. Có nghĩa là bây giờ thì hai em thì cũng đã lớn rồi và trả lại cái tài sản của người bố các em là cho hai anh em. Đấy, nhưng mà ở đây thì chắc chắn rằng là để mà cái tình cảm hai anh em Hải Sử hết
với ông thì chắc chắn là không bao giờ hết được cô bác ạ. Tại vì là các em là vừa coi ông như là một người bố này, người mẹ này, người ông này, và thêm là người bà đã ra đi của các em nữa cô bác. Thì cháu Lực cũng sẽ tìm hiểu thêm là cái câu chuyện này làm sao mà nó lại ra như thế này cô bác ạ. Có thể là sẽ có những cái tình tiết mà ông vẫn còn chưa có thể là nói với cháu Lực hết, hay là có hay là em Hải và em Sử chưa có thể mà nói ra đấy. Nhưng mà các em thì để mà nói dối cô bác thì chắc chắn là không qua mặt được cả những cái người mà người mà thí dụ như là các bác ở trên kênh, thì các bác ở trên kênh thì đã trải qua những cái lứa tuổi đấy rồi, và cháu Lực cũng thế, cháu Lực cũng đã trải qua cái lứa tuổi đấy. Khi mà nói dối thì sẽ có một cái biểu hiện mà nó khác lạ một chút cô bác ạ. Đấy. Đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà mọi cái thì cũng đã xong mọi cái rồi. Đấy, tuy nhiên thì ở đây bây giờ thì là ông thì là ở với ở lại ngôi nhà cũ của bác ạ. Ở ngôi nhà cũ thì là hai người con của chú là ra ở cùng của bác ạ. Bây giờ thì cháu Đức sẽ đi trên xem là hai anh em Hải Sử có đi lên án nương không, để mà tìm và xem là hai anh em đang làm gì của bác. Vừa rồi thì thấy Châu là không có ở nhà. Đấy, theo như ông kể thì nói rằng là ruộng đất thì cũng chia hết rồi, chia hết cho hai anh em Hải Sử. Có nghĩa là cái tài sản của người bố của các em tới đâu là các em sẽ nhận lại được như thế không bác? Nhà chú của hai anh em Hải Sử thì có rất là nhiều người con của bác ạ. Có tận tới là 4 người con trai và 3 người con gái. Hiện tại thì là 2 người con trai thì đang ở với lại người chú với lại thím, còn là 2 người thì là xuống ở với ông. Đây, xuống ở với ông thì coi như gọi là cái tài sản của ông sau này mà có bao nhiêu thì sẽ hưởng bấy nhiêu ruộng đất đấy cô bác. Đấy, cháu Lực không biết là ở trên chỗ nhà của em Sử thì như thế nào đấy, nhưng mà tính ra là con út là ở với lại ông bà đấy. Nhưng mà khi mà bố của Sử mất ấy, thì chắc là không không có ngôi nhà nào đấy cô bác, thành ra là được ông là nhận nuôi em Hải với lại em Sử. Còn chú thì lên trên này, hay là có thể là trước là nhà của các em là ở trên này chẳng hạn. Nhà chú thì hiện tại là cũng có 2 căn nhà rồi, một cái ngôi nhà là được bên nhà nước người ta dành tặng, còn ngôi nhà bên kia thì là cô với chú tự làm. Có thể là ngôi nhà này thì cũng là người con cả của chú là đi làm thuê và để mua về. Không biết là cô chú có ở nhà không. Anh không ai ở nhà à, Cún? Không có à? À, thì đi đâu hết rồi? Bố mẹ đâu hết rồi? Bố mẹ đi chợ chưa về à? À, bố mẹ có mỗi đứa con gái ở nhà thôi. Anh cảm ơn nhá. Mỗi con gái là ở nhà thôi. Thấy à, Hải không? Hải Tân Châu ở đâu? Trên này à? À, tôi nghe bảo là Hải là đi Trân Châu ở trên này không bác? Đấy, sau khi mà cháu được biết cái câu chuyện là như thế thì cháu cũng rất là sốc của bác ạ, khi mà nghe được ấy. Cháu Lực rất là sợ rằng là các em sẽ làm cái điều gì đấy là không đúng với ông, cho nên là ông giận. Đấy, nhưng mà sau khi mà nói chuyện với ông ấy thì là ông cũng có nói rằng là không có câu chuyện gì mà hai anh em làm cho ông phải bực mình cả đấy. Nhưng mà tuy nhiên là gọi là bây giờ thì hoàn trả lại hai anh em Hải Sử là về với cái cương vị ban đầu là không ở với ông. Hải ơi! Hải ơi!
Không biết là có gà sửa đi chăn trâu không? Không. Trên này là nương ngô của nhà các em rồi. Ôi, chỗ này có một cái nguồn nước rất là mạnh. Nương ngô này là nương ngô nhà các em thì không biết là hiện tại thì có phải là ngô của nhà anh em Hải sửa được không. Nhìn thấy là em Hải thì đang ở phần phía bên kia sau các bác. Hải ơi, đâu ơi, ở đâu ơi? Chăn trâu tít trên kia các bác ạ. Bây giờ thì cho được xé hàng nghỉ một chút đã, rồi thì tiếp tục là lên trên sau. Sau khi mà cháu Lực chia sẻ cái câu chuyện này lên thì sẽ có hai cái luồng ý kiến khác nhau. Vậy thì cháu Lực cũng đã hỏi là em xử rồi ở video trước ấy, thì em có nói với cháu Lực rằng là với ông thì không có câu chuyện gì xảy ra cả. Đấy là cái sự lựa chọn của ông mà cô bác. Xử em Hải thì chỉ có biết nghe thôi, chứ làm sao mà làm trái ý kiến theo được, trái ý kiến ông được. Hải ơi, Hải ơi, đâu ơi? Hải đi chăn trâu thì cũng khá là cách xa nhà đấy các bác ạ. Dưới cái thời tiết hôm nay thì là tầm 27 độ đến 28 độ các bác ạ. Hải ơi, đang làm gì đấy? Tắm à? Ui, có vẻ như là đây có con gì đây nhỉ? Rắn hay sao ấy? Ở đây có suối à? À, đây có suối à? À, thế là Hải đang tắm à? Tắm ở đây mát à? Tắm ở đây mát à? Chăn trâu ở tận đâu ấy? Dưới kia à? Thế tắm đi, anh cho anh rửa tay cho nhé. Có vẻ như là chỗ này là ai cũng ra đi tắm ấy nhỉ? Ủa, nước này khá là mát đấy. Nước này đừng có uống nha, không trong đâu ấy. Trong thì mới uống được. Ủa, cái nguồn nước này nó từ cái búi tre này ra này, cô bác này, nguồn nước này rất là to. Hải là một mình nhà chăn trâu đây à? Con là chú à? Con là chú là ở cùng ông đấy à? À. Ôi, rội hết cả người đi. Còn nhiều lá quá. Rội hết người đi, đấy. Hải ra đi chăn trâu từ mấy giờ đấy? Từ 1 giờ. Từ 1 giờ ở đây rồi à? Hôm nay thì em Hải em không có đi học cô bác ạ, cho nên là ở nhà là phụ anh Sử, phụ ông là chăn trâu. Thế bao giờ thì mới về? 3 giờ, 4 giờ mới về à? Nhưng mà bây giờ áo ướt hết rồi. Thế mặc lại áo à? Làm thế thì sợ ốm không? Sợ ốm à? Hôm nay Hải đi chăn trâu xa đấy nhỉ? Hôm nay ấy.
Hải tắm một lúc đã rồi thì cháu Đức sẽ cùng em Hải đi ra xuống dưới và nói chuyện với em Hải thêm. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Vừa rồi thì em Hải có ướt hết áo quần rồi cô bác, tắm ấy, cho nên là đi nhà thay bộ quần áo mới về. Thế là cháu của Hải thì là chăn ở đâu? Dưới kia thôi ạ. Dưới kia. Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý em ba cô chú anh chị ạ. Rồi, tóc thì cũng có vẻ là dài lắm rồi nhờ. Vâng. Vừa rồi thì anh gặp ông ở dưới nhà thì ông có vẻ như là say rượu rồi. Vâng. Chủ nhật ấy. Hải cho anh hỏi thì chủ nhật thì ông hay thường đi xuống chợ để mà uống rượu à? Đúng rồi ạ. Thế là tuần nào cũng đi hay là có những tuần ông không đi? Tuần nào cũng đi ạ. Tuần nào cũng đi à? Vâng. Thế là ông là mới xảy ra cái trường hợp mà tuần nào cũng đi uống rượu này thôi chứ hay là lâu rồi? Vừa xảy ra thôi ạ. Vừa vâng. Thế ông mà đi uống rượu như vậy thì về đến nhà thì ông có nói gì các em không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế thường ông hay thường là nói cái gì? Bảo là sao không đi chăn trâu, cứ ở nhà. Ông cứ chuyện như thế thôi ạ. Nhưng mà lúc đấy thì em có trâu thì đã đầy đủ thức ăn chưa? Rồi ạ. Khi em đi chợ thì em tối hôm qua em đã lấy cỏ cho trâu ăn thì em sáng nay em vừa đi thôi ạ. Thế là bây giờ là ông là tự ăn cơm à? Đúng rồi ạ. Nhưng mà ông ăn một mình hay là ông ăn với ai nữa? Ông ăn với con nhà chú thôi ạ. Con nhà chú á? Vâng. Con nhà chú là có bạn nào với lại bạn nào ở với ông? Bạn trống với bạn sân ạ. Thế là ruộng đất của nhà Hải với lại Sử thì ông cũng chia hết rồi à? Chia hết rồi ạ. Là ở đây thì ông không muốn ở với cùng với các em hay là em không muốn ở với các ông? Ông không muốn ở với ông? Ông bảo là không, ông không muốn ở cùng em với anh Sử ạ. Không muốn ở cùng em với lại anh Sử à? Vâng. Vừa rồi thì anh có ra đến nhà đấy nhưng mà anh Sử thì không biết là anh ấy đi đâu rồi. Vâng. Hôm qua thì anh Sử cũng có chia sẻ với anh như vậy ấy, nhưng mà hôm nay anh lại tiếp tục lên để mà tìm hiểu thêm là cái lý do mà tại sao ông lại không có ở với các em. Nhưng mà ông không ở với em thì em có còn dành tình cảm cho ông không? Có ạ. Có à? Vâng. Em có nấu cơm xong là có đem cơm xuống cho ông không? Đem xuống cho ông không ăn đâu ạ. Đem xuống cho ông là ông không ăn à? Vâng, ông với con nhà chú tự nấu ăn thôi ạ. Chả tự nấu ăn à? Vâng. Thế là bây giờ là anh với Hải đi xuống ấy xem trâu một chút nha. Vâng. Đây, ở đây thì cũng khá là lâu rồi. Thế là trâu thì là Hải được ông chia cho con nào không? Được ông chia à? Nhưng mà Hải là cho anh hỏi thì chú Hải thì có nói cái gì hai anh em Hải Sử không? Không nói rồi. Không nói à? Vâng. Các em thì vẫn còn khá là nhỏ cô bác. Thì những cái lập trường các em đấy không có được vững cho lắm cô bác ạ. Hay là hai anh em có làm sai với ông điều gì không? Không có. Không làm sai ông điều gì à? Vâng. Thế là mỗi lần mà ông đi bây giờ là mỗi lần ông đi chợ đi uống rượu vào là nói hay nói chửi Hải với lại Sử ạ.
Đây là chân trâu ở tận đâu? Đằng kia. Chân trâu này thì là 1 giờ chiều nay là em đã chân trâu vậy à? Ôi, anh đi nhầm đường rồi. À, đi đường nào ấy? Đằng đấy có đường đâu, đi đường này chứ. Đây này. Ngô này là ngô của nhà ai đấy? Ngô của nhà trên kia à? Vậy có lẽ mà sau khi mà cháu Lực chia sẻ cái sự việc này xảy ra, sẽ có những cái câu chuyện mà có thể là câu chuyện là nói hai anh em hay là nói ông, thì chắc chắn là sẽ có những câu chuyện nó xảy ra của bác. Vậy nhưng mà sự thật thì cái gì nó là sự thật thì cháu Lực cũng chỉ biết là chia sẻ như thế thôi. Ôi, anh vừa thấy Sơn ở đây xong rồi đi đâu rồi? Trốn ở kia à? Thế trâu của nhà Hải thì được hai con nào ấy? Được một con à? Con to này à? Con là chú thì hay gặp cháu Lực là trốn của bác ạ. Hôm nay thì có phải là bạn mà ở cùng ông lên chăn trâu cùng em không? Không biết là trốn đến đâu rồi. Đã trốn đi rồi. Gặp cháu Lực xuống ghi hình ấy là trốn luôn quá. Phải nói là cháu Lực khi mà nghe được cái câu chuyện này của bác thì cháu cũng rất là sốc của bác ạ. Một người ông đã nuôi các em lớn khôn tới thời điểm hiện tại bây giờ này, cũng coi như là phải là tất cả cái công lao lớn nhất thì đều là được ông thì mới có các em như ngày hôm nay. Như trước kia chúc các em còn nhỏ thì cháu Lực cũng biết là cái câu chuyện gì nó xảy ra cả, nhưng mà đến thời điểm hiện tại các em lớn đến hôm nay ấy, thì ông là không muốn ở cùng hai anh em hải sử của bác ạ. Nhưng mà khi mà em nghe ông nói bảo là không ở cùng em thì em có buồn không? Có ạ. Có à? Cảm giác nhỏ như là một cái giấc mơ vậy của bác ạ. Dụng ngô này là dụng ngô ở nhà ai đấy hả? Của nhà trên kia. Ở nhà trên kia. Vâng. Hầu như là bà con ở trên vùng cao trồng ngô này cô bác này, hay là trồng ngô để mà xen ké với lại thêm là rau, với lại bí nữa, cả thêm là dưa chuột mọi thứ nữa. Thế bây giờ ăn cơm thì là hai con nhà chú còn đi ăn cơm ở chú với chú không? Không đâu ạ. Không à, thế là vâng. Ăn cơm là ở với ông luôn à? Vâng, đã lấy quần áo hết chỗ ông rồi ạ. Lấy quần áo xuống nhà chú hết rồi á? Vâng. Thế là ngủ chỗ nào? Ngủ chỗ mà hôm trước anh Sử ngủ thôi ạ. Ngủ chỗ cũ của anh Sử à? Vâng. Có lẽ là cái câu chuyện như này thì đối với lại sinh nhật em Sử thì nó hết sức là bình thường các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì nếu mà có được chia sẻ lên thì cái câu chuyện này chắc chắn là rất là chấn động đối với lại các bác ở trên kênh. Trong thời gian qua đã yêu thương bao cháu.
Ngôi mộ của bà của Hải thì là ở đây à? Vâng, kia thôi ạ. Thế trước lúc bà mất thì là Hải là đang đi học hay đang đi đâu? Đang đi học ạ. Đang đi học à? Vâng. Thế về đến nhà là không có thấy bà nữa hay là đến lúc đấy thì như nào? Đi học về thì không thấy bà nữa ạ. Đi học về không thấy bà à? Vâng. Năm đấy thì em học à, năm lớp mấy tuổi nhỉ? Năm lớp bao nhiêu nhỉ? Lớp 5 ạ. Học năm lớp 5 à? Vâng. Bà của Sử thì cũng bà của hai anh em cô bác thì cũng mất được là được tầm là 2 năm rồi. Đấy. À, phải nói là bà của các em thì cháu Đức cũng nghe rất là nhiều cũng các bác ở dưới chợ, cái chợ kia mà kể về bà của Sử ấy, nói rằng là bà của hai anh em Hải Sử ấy nói rằng là khi mà cống em Hải đi xuống dưới là đều hoàn toàn là đi mua đường này với lại mua sữa ông Thọ nữa về để mà cho Hải là uống thôi. Ở kia thì có vẻ như là có mấy bạn là chắc là vừa đi chợ về nhỉ? Vâng. Ồ, mặc cả trên mình là những cái bộ váy mông. Đi đâu đấy? Đi đâu về đấy? Hả? Hoa à? Phải không? Không phải. Không phải à? Xoan. Xoan à? Xoan với Thảo Mai. Có vẻ như là Hải là khóc hay sao ấy? Vâng. Hả? Vâng. Nhưng mà tại sao em lại khóc? Tại vì ông không ở cùng ạ. Ông không ở cùng à? Vâng. Thế là em khóc à? Vâng. Ông có nói thêm cái gì nữa không trước khi mà ông không ở cùng? Ông chỉ nói là ông không muốn ở cùng thôi ạ. Chỉ nói là không muốn ở cùng là hai anh em à? Vâng. Đấy là bây giờ là ông nhận nuôi là hai con là chú rồi. Phải không? Phải ạ. Rất là tội của bác ạ. Không biết là ở trong đó thì còn là thêm có cái sự can thiệp của người, có cái sự mà câu chuyện giữa người chú có tác động vào với ông không. Đấy, nhưng mà trong thời gian vừa rồi thì cảm giác như là ông rất là xa lánh hai em. Thế ông thì trước có hay thường ra nhà chú để ăn cơm không? Không đó. Hả? Không đó. Không á? Vâng. Cảm giác như là em Hải là khóc luôn rồi cô bác ạ. Không. Thôi đừng có khóc nữa. Đừng khóc nữa. Đi ra đây ngồi xuống mát mát này. Ra đây ngồi xuống mát này. Ra đây ngồi xuống mát này. Những câu chuyện gì thì kể với anh. Đấy. Không thấy hôm nọ là hai anh em là định giấu anh à? Vâng. À. Vâng. Nhưng mà không muốn cho anh biết à? Không muốn cho anh với các bà biết ạ. Không muốn cho anh với lại các bác biết á? Vâng. Thực sự ra cái câu chuyện này thì khi mà chia sẻ với các bác sẽ có rất là nhiều bác cũng chắc chắn là sẽ nói là hai anh em Hải Sử là như thế này như thế nọ thì ông mới không ở cùng. Còn là sẽ có những ý kiến rằng là ông sẽ thay đổi. Đấy. Thế là ông là chia hết tài sản cho hai anh em à? Vâng. Có chuyện gì thì phải nói với anh chứ. Thì để anh còn biết anh mà có cái hướng mà còn là khuyên can các em. Vâng. Đấy. Cái sự lựa chọn đấy là cũng đều là ông lựa chọn cả các bác ạ. Chứ không phải là hai em. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà ông đi ở với lại con nhà chú thì nếu mà ông bị ốm thì em có xuống còn chăm sóc ông không? Không biết rồi. Không biết đó. Vâng. Nhưng mà sợ ông không cho chăm sóc hay là như nào? Em chỉ sợ em đi xuống nhà chú thì sợ ông không cho em vào nhà thôi. Sợ không cho vào nhà. Vâng. Hôm nay thì đứng trước là gần cái ngôi mộ của người bà nữa cô bác ạ. Có thể là em Hải là nghĩ về cái khoảng thời gian khi mà hai ông cháu ở với nhau rất là vui vẻ và chăm lo cho nhau từng chút một. Thì tự dưng nghĩ đến cái lúc đấy thì em lại khóc. Nhưng mà vừa rồi thì sao tự dưng em lại khóc đấy? Tại vì thì ông không cho cùng thôi ạ. Tại vì là ông không cho cùng là khóc à? Vâng. Trước thì ngủ với lại ông, với lại anh Sử. Tại bây giờ thì hai anh em là khác ngủ
Thế lúc mà ông vừa mới xuống thì em có hay em có xuống nhà cũ là ở với ông không? Lâu lâu mới xuống một lần. Lâu lâu xuống à? Vâng. Thế còn như chăn trâu như này thì bây giờ chuồng trại này thì ông vẫn cho để cùng à? Vẫn cho để cùng đấy. Thế nhưng mà lúc mà đi chăn thì có phải là lấy cả trâu của nhà ông đi chăn không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế lúc đi chăn thì có cả bạn ở cùng với ông đấy Vâng. à? Cho Lực lên chia sẻ thì hai cái bạn mà cùng ông cô bác thì không có muốn cho Lực ghi hình cho lắm cô bác ạ. Như nhà của các em thì mộ bà thì hầu như là không có làm thanh minh nhá. Vâng. Đây thôi, không có khóc nữa, nhìn đi nhá. Vâng. Em Hải rất là xúc động của bác ạ. Có lẽ là cái câu chuyện này chắc là cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Và cũng rất là mong là các bác sẽ hiểu hai chiều các bác nhá, đừng có hiểu về một chiều cả. Bây giờ thì cái sự việc thì cháu Lực cũng chưa biết là câu chuyện nó như thế nào cả, vẫn chỉ biết là ngoài luồng là một chút thôi. Vậy cũng nghe là em Hải với em Sư kể, và thứ nhất thì cũng đi gặp ông rồi. Thế nhưng mà sau khi gặp ông thì có ông thì có giấu thêm cho Lực chuyện gì không? Thế thì Hải với Sử là có giấu anh thêm cái gì nữa không ha? Không đó ạ. À. Không đó ạ. Có lẽ là thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi các bác. Câu chuyện này thì cháu Lực cũng không có biết là nói thêm là như thế nào nữa. Này, hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh nhà bạn em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý bà cô chú anh chị ạ.